Kính thưa quý cô bác, anh chị và các bạn, hôm nay mình mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng mình về thăm cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Cánh đồng hoa cẩm tú cầu ở đường Tập đoàn 7, Trà Mát, thành phố Đà Lạt. Đây là một cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất ở Đà Lạt. Xung quanh là các trang trại thu đóng hàng hóa nông sản thực phẩm và bao gồm nhiều nhà lồng, nhà kính, một vùng đất lớn, rất là lớn, tạo ra hoa màu, rau quả rất lớn cho thành phố Đà Lạt đó các bạn ạ. Và đây xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn hãy theo chân mình ra ngoại ô thành phố Đà Lạt. Nơi đây là vùng đất làm vườn đó các bạn. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy, trải nghiệm các cánh đồng hoa, rồi các nhà vườn, rồi các trang trại thu gom đóng hàng hóa. Ở đây là người nông dân đó các bạn, họ làm vườn quanh năm rất là vất vả. Đây các bạn nhìn thấy các nhà lồng đó, các trang trại, đây tất là những cái trang trại họ thu gom đóng hàng hóa lan kim, đóng đi về các tỉnh miền Tây, Nam Bộ, rồi miền Đông, rồi về Sài Gòn, các chợ đầu mối, hoặc là đi về đến các vùng duyên hải miền Trung và kể cả ra tới Hà Nội. Cũng có những công ty ở đây đóng hàng đi nước ngoài đó các bạn. Đó. Và đây chuẩn bị là tới cái bãi đậu xe. Ví dụ như những cái xe cây mà các bạn thấy là chiếc xe 50 chỗ ngồi thì họ sẽ đậu ở dưới đây các bạn ạ. Còn xe Honda và xe 16 chỗ hoặc là xe 5 chỗ, 7 chỗ thì là có thể đi lên trên được. Nhưng mà xe lớn á, thì đậu dưới này các bạn. Đó các bạn thấy một cái bãi xe rộng lớn mênh mông. Cái doanh nghiệp này họ ngốn đất rất là nhiều, họ tốn rất là nhiều đất đai cho cái việc là đường đi nè, rồi bãi đậu xe nè, rồi bãi gửi xe ở trên kia, rồi phòng vé, rồi tất cả, rồi phòng bán, phòng uống cà phê, rồi vân vân, và kể cả các trang trại trồng hoa cũng rất là lớn, họ tiêu tốn đất đai rất là nhiều các bạn. Ở đây nó rơi vào khoảng là cũng là mấy hecta đất đó các bạn, mình thấy rộng quá, rơi vào khoảng chắc cỡ khoảng là tổng cộng thế là rơi vào khoảng ngốn đất của họ cỡ khoảng là 5 hecta đất đó các bạn, mà 5 hecta đất ở tại Đà Lạt, Lâm Đồng vào những thời điểm năm trước rất là giá trị và đến bây giờ cũng giá trị, nhưng mà nó đang đóng băng đó các bạn, cho nên là tất cả các cái giao dịch về đất đai là phải bị đình chỉ, phải ngưng lại đó các bạn. Đó các bạn đang thấy khách du lịch họ đi rồi, bây giờ họ đang đổ về đó. Đây là một vùng đất rộng lớn, họ canh tác chuyên là canh tác rau hoa và tất cả các cái loại rau củ quả ở Đà Lạt các bạn. Đây là một vùng canh tác la ghim, người Đà Lạt thường hay gọi là la ghim đó các bạn. Ví dụ như là cà rốt, khoai tây, su hào, búp lơ, rồi củ cải đường, vân vân, rất là nhiều món. Và đây mình đã đến tới khu vực làm hoa rồi đó các bạn. Đây mình đem xe máy Honda, mình đem xe máy vô trong này, mình gửi xe đó. Đây mình đem xe vô, mình gửi xong rồi mình quay ra, mình review cho các bạn xem. Đó, đây là cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Thì ở đây là cánh đồng hoa cẩm tú cầu thì bên cái công ty cánh đồng hoa cẩm tú cầu này thì người ta chủ yếu là hoa cẩm tú cầu các bạn. Rồi sau đó thì họ cũng tổ chức mấy cái tiểu cảnh, ví dụ như cái cầu giống như ở ngoài Đà Nẵng đó các bạn, có đôi bàn tay đưa lên đó để cho các bạn trẻ chụp hình. Rồi ngoài ra họ có những cái đường lên trời, rồi cổng lên trời, và tất cả những cái cửa sổ rồi kiểu để là các bạn trẻ chụp lên hình cho nó đẹp và sống ảo đó các bạn. Đó, ngoài ra cẩm tú cầu thì mình thấy họ còn trồng thêm nhiều các loại hoa nữa. Ở đây thì các bạn nam nữ thanh niên cũng rất là đông,
ngày hôm nay là mình đi đúng vào ngày thứ bảy, đúng rồi, đúng vào ngày thứ bảy đó các bạn. À, thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2023. À, nhiệt độ thì lúc này mình cảm thấy là, để mình xem đồng hồ, nhiệt độ rơi vào khoảng là 23 độ đó các bạn. Đó, xung quanh đây thì các bạn nhìn thấy tất cả đều là nhà lồng nhà kính. Nhà lồng nhà kính này là cũng có lâu rồi các bạn. Nhà lồng nhà kính này họ phát triển ra theo cái phong trào trồng hoa rồi trồng bông ở trong nhà lồng nhà kính này cũng 20 năm rồi. Nhưng mà theo như là bên môi trường và đô thị thành phố Đà Lạt với theo công văn của Ủy ban tỉnh thì đến năm 2030 là tất cả các nhà lồng nhà kính phải tháo dỡ để trả lại sự tự nhiên cho đất đai thành phố Đà Lạt của các bạn. Đó, có nghĩa là đến năm 2030 là còn khoảng 7 năm nữa thì để là phải tháo dỡ dứt điểm tất cả các nhà lồng nhà kính thế đó các bạn. Đó, đó là mình nghe nói đó các bạn, mình nghe nói lâu rồi, tất cả các cái thông tin đại chúng người ta cũng đã đưa lên lâu lắm rồi. Người nông dân ở đây thì một nắng hai sương làm vất vả lắm các bạn, siêng năng. Người Đà Lạt mà vùng ngoại ô thì các bạn biết rồi, siêng năng lắm. Làm vườn thì thật sự là không có một thời gian rảnh đó các bạn. Nếu có việc ma chay, cưới hỏi, tiệc tùng, sinh nhật, dỗ chạp thì bà con mình nghỉ thôi. Khi việc cần thì phải nghỉ là nghỉ thôi, chứ còn không thì làm quanh năm. Thật sự các bạn làm quanh năm, nhất là những ai làm dâu rồi làm nghĩa đất, tất cả họ như họ làm quanh năm các bạn, không có một ngày nào nghỉ. Xin lỗi với các bạn, kể cả ngày Tết là ngày mùng 1 mà những người nông dân ở Đà Lạt, nhà làm vườn cũng phải đi tưới đó các bạn. Làm lụng quanh năm vất vả lắm. Các bạn dùng thấy những cánh đồng hoa như vậy để cho mình trải nghiệm, mình ngắm hoa, mình chụp hình đứng ở giữa cánh đồng hoa rồi mình sống ảo đẹp nhất ra những bức hình như vậy. Thật sự công sức rất rất nhiều các bạn, công sức đổ ra rất nhiều, phân bón, giống, công sức tưới rất nhiều các bạn, không đơn giản. Biết rằng là khí hậu ôn đãi, khí hậu coi như là ưu đãi cho đất trời Đà Lạt, đất đai Đà Lạt, nhưng mà cũng phải có sự chăm bón rất tỉ mỉ đó các bạn. Giờ này thì mình thấy, mình xem đồng hồ để coi, bây giờ là 10 giờ 35 phút rồi các bạn. 10 giờ 35 phút, không, xin lỗi, bây giờ là 11 giờ 35. 11 giờ 35 mà khách vẫn còn vô rất đông các bạn. Khách vẫn còn vô rất đông. Thật sự ở đây các bạn mua vé nha, mua vé thì trong đó cái vé có kèm theo thức uống đó các bạn. Thì mình vô mình có thể là chọn nước uống, thức uống của mình là tùy theo sở thích của mình. Gồm có tất cả, cũng mình thấy trong menu cũng có nhiều loại, từ da ua đá rồi cà phê đá rồi nước siro dâu vân vân, cũng nhiều. Đó, ở đây thì mình thấy người ta cũng trồng một vạt hoa bất tử đó các bạn. Loại hoa bất tử này thì vào thời mà cách đây mười mấy 20 năm, như vào thời điểm là năm 2000 đến năm 2008 là rất thịnh vượng, rất rất thịnh. Hoa bất tử bán rất là chạy. Thì các bạn biết rồi, hoa bất tử đẹp nhưng mà chân hoài thì người ta cũng phải thay đó. Nhưng cho nên rồi từ đó rồi cách họ cũng phải thay đổi, cái gì được nó cũng một thời gian. Cho nên bây giờ tất cả các cái nhà vườn ở Đà Lạt thì họ cũng ít trồng hoa bất tử, tại vì trồng hoa thì khách không bán được, rồi tất cả các cái shop hoa họ không thu. Cho nên là dần dần nông dân Đà Lạt người ta cũng không mặn mà với trồng hoa bất tử nữa. Đó, ở đây mình thấy có cái một đám, một cái vạt hoa cánh bướm. Hoa cánh bướm thì nó đung đưa trước gió rất là đẹp. Các bạn trẻ luôn, lúc nào
cũng say đắm với cái mấy cánh bướm này. Đó các bạn, mình review cho các bạn thấy xung quanh là những dãy lồng lồng kính, nhà kính đấy nha, nhất là ban đêm các bạn nhìn thấy rực sáng luôn, muôn ngàn ánh đèn lung linh tỏa ra như là thế giới địa đàng các bạn. Nếu mà về đêm các bạn xuống đây thật sự là một sở thị về bóng đèn rất là lung linh, các bạn thấy không? Cánh đồng hoa bất tử này lớn nhất thành phố Đà Lạt đó các bạn. À xin lỗi, cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu lớn nhất Đà Lạt. Ở Đà Lạt thì có nhiều cánh đồng hoa lắm, nhưng mà cánh đồng hoa ở đường Tập đoàn 7 Trại Mát nha các bạn thì là lớn nhất. Các bạn trẻ, không những các bạn trẻ mà các chị, các cô, các chú cũng mình cũng thấy có mặt ở đây. Xung quanh đây các bạn dùng thấy có tất cả đều là làm la ghim các bạn ạ. À. Cà rốt, khoai tây, su hào, húp lơ, củ cải đường, củ cải đỏ, rồi củ dền, rồi rau bó xôi, vân vân. Đó các bạn thấy không? Những cái vườn rau bó xôi rất là nhiều. Ở đây đất đai rộng lớn lắm, đất đai cũng rất là màu nữa các bạn. Đó, ở đây người ta thiết kế một cái nhà tương lai là hoa rạng đông đó các bạn, hay còn gọi là hoa thiên lý, sẽ bao phủ cái nhà này. Rồi các bạn, nhất là những bạn trẻ vô đây chụp hình lấy những cái góc từ ở trong cửa sổ ra thì cũng rất là tuyệt vời, đẹp lắm các bạn. Ở đây có thể là nhìn thấy xa xa những cái ngọn núi, như là ở đây mình cũng có thể là thấy Lam Vĩ An nữa các bạn. Lam Vĩ An rất là xa. Đó, mình quay xung quanh đây các bạn, những vườn cây ăn trái nữa nha các bạn. Rồi ở đây, ở dưới này có một cái hồ rất là sâu các bạn, dòm thấy mai anh đào, mùa mai anh nở đào nở thì về đây các bạn review chụp hình rất là đẹp, tuyệt vời thật sự. Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu quá nhiều luôn các bạn, quá nhiều, rộng lắm. Mình nghĩ tất cả hết toàn bộ cái công ty cánh đồng hoa này rơi vào khoảng là cũng là 4-5 hectare đất á, không ít đâu, nhiều lắm. À cái đây là một cái vạt hoa tím tím các bạn thấy không, đó là hoa lavender. Đó, hoa lavender đó các bạn. Còn đây là cái hoa đủ màu sắc này, người ta gọi ở Đà Lạt gọi là hoa hồng đó các bạn, nhưng mà không phải hoa hồng như truyền thống mà đây gọi là hoa hồng ri đó các bạn, đây gọi là hoa hồng ri. Mình thấy có cái nhà gỗ cũng rất là chill các bạn. Ở đây mình thấy các bạn trẻ hay là chụp hình rồi quay phim đó các bạn, quay những góc phim ở mấy cái nhà đó cũng rất là đẹp. Thì xin thưa với quý cô bác anh chị, từ trung tâm thành phố Đà Lạt, quý cô bác anh chị đi đến đây á, tầm rơi vào khoảng là 8 cây rưỡi số, 8 cây hoặc là 8 cây 7 số thì đến đây á, 8 cây 7 số là đến cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu này đó các bạn. Các bạn ở trung tâm thành phố thì các bạn có thể đi rất là dễ. Các bạn đi qua cầu Ông Đạo, rồi đi theo đường qua cầu Ông Đạo xong các bạn rẽ trái đi đường Hồ Tùng Mậu. Tới Hồ Tùng Mậu thì các bạn gặp một cái bùng binh là bùng binh Thủy Tạ, thì các bạn cứ vẫn đi thẳng vào cái đường Hồ Tùng Mậu, rồi ra ngoài cái trạm cây xăng Kim Cúc, người Đà Lạt gọi là trạm cây xăng Kim Cúc thì bây giờ là trạm đèn xanh đèn đỏ Kim Cúc. Các bạn rẽ trái để về đường Trần Hưng Đạo. Từ đường Trần Hưng Đạo các bạn chạy thẳng hết đường Trần Hưng Đạo và gặp đường Hùng Vương thì các bạn vẫn chạy hết đường Hùng Vương. À, các bạn chạy hết đường Hùng Vương luôn thì đến dốc số 7 là đến phường 11 là gặp Trại Mát. Thì các bạn chạy qua khỏi thị trấn Trại Mát, qua khỏi cổng Thánh Thất Cao Đài. Từ Thánh Thất Cao Đài các bạn chạy thẳng xuống cỡ khoảng là chừng là 400 mét nữa. À,
mình đoán là 400 mét nữa là các bạn gặp ngay một cái ngã ba rẽ trái. Thì ở ngay ngã ba đó là hồi nãy đầu cái video mình đã dừng lại cho các bạn thấy là có ở đó người ta treo những cái bảng hướng dẫn rất là lớn, nào là cánh đồng hoa cẩm tú cầu, rồi những cái bảng quảng cáo về các trang trại trong đó rất là đông. Thì từ cánh đồng cái bảng quảng cáo đó, các bạn rẽ trái đi vào tới cánh đồng hoa này thì chừng khoảng là 500 mét nữa, 500 mét nữa là tới đó các bạn. Cũng không khó lắm đâu, rất là dễ đi. Một đường thẳng từ trung tâm thành phố Đà Lạt, các bạn băng băng một đường thẳng mà về đến đích thôi ạ. Đó. Rồi, video đến đây cũng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Quý cô bác, anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin hãy để lại một like, một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn.